Sóng biển ước gì điều đó trở thành một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện trở thành điều ước, cuộc đời như một cuốn sách là nỗi đau hiện tại và nỗi buồn là sự cô đơn song sinh và suy nghĩ thái quá là vua và hoàng hậu. Và kết thúc có hậu là nhân vật chính chiến thắng, trái tim nói với chúng tôi như thế nào nếu chúng tôi gặp được người đúng? Và làm thế nào để trái tim biết rằng tình yêu là sự ngọt ngào nhất chúng ta có thể đạt được ở thế giới này? Tất cả các câu chuyện được bắt đầu như thế nào một lần trở lên nhưng nếu bắt đầu với điều ước là một câu chuyện không bao giờ xảy ra ước mơ giống như một giọt nước mà bạn muốn nắm giữ nhưng không thể nào xử lý được khi chúng ta đọc những câu chuyện bằng cách nào đó chúng ta tự mình rơi vào câu chuyện đó yêu một người không bao giờ biết bạn tồn tại là phần khó nhất khi yêu tại sao bạn biết câu trả lời là bạn trong khi anh ấy yêu bạn quá mức bạn chỉ nhìn anh ấy tự hỏi và tưởng tượng rằng bạn là người mà anh ấy đang nhìn và khiến bạn cười và quan tâm tuy nhiên vũ trụ sẽ khiến bạn tỉnh táo lại và nói với bạn rằng bạn không phải là người được anh ấy yêu nhưng trong khi bạn đang nhìn anh ấy một người nào đó cũng đang nhìn bạn ước rằng bạn có thể cố gắng nhìn xung quanh chỉ để chú ý đến anh chàng đó không phải là yêu ai đó một cách điên cuồng trong khi anh ta cũng yêu ai đó và ai đó đang cố gắng bạn cũng có được tình yêu của bạn Thế giới mà chúng ta đang tham gia chỉ là sự sắp đặt câu chuyện của chính bạn như thế nào bởi vì trong mọi cảnh bạn làm, ngày và giờ chỉ là thứ thay đổi nhưng thay đổi Aaron là điều duy nhất trong thế giới này. Tại sao thần và nữ thần tình yêu lại ban cho chúng ta sức mạnh để khiến người chúng ta thích yêu chúng ta đơn giản thì sao? Nếu bạn là người chỉ yêu một người thì sức mạnh đó sẽ hoạt động như thế nào? Thật ngu ngốc khi chúng ta cần trải nghiệm tình yêu ở nơi nắm tay nếu chúng ta sẽ khóc vào buổi tối. Tại sao không để trái tim bắt đầu làm theo lệnh của bộ não để không cần phải đau đớn ngay? Mục đích của việc yêu một người ở nơi nắm tay là gì khi biết rằng chúng ta có thể không bị tổn thương cũng như không bị tổn thương? Tình yêu giống như một sự đắn đo mà chúng ta không bao giờ biết rằng chúng ta đã lấy điều đó trong cơ sở hàng ngày, nó tiêu thụ và lan truyền trong hệ thống của chúng ta rằng cuối cùng kiểm soát quan trọng hàng ngày chúng ta kết thúc bằng việc thực hiện một quyết định ngu ngốc điên rồ, điên rồ về tình yêu định nghĩa thực sự của tình yêu là gì hy sinh buông bỏ chiến đấu vì nó không từ bỏ thay đổi thứ hai lừa dối trung thành thuận lợi và nhiều hơn nữa nó thực sự có một ý nghĩa nào định nghĩa thực sự của tình yêu là gì và câu hỏi là nó có định nghĩa ở vị trí nắm tay tại sao tất cả chúng ta sẵn sàng làm điều gì đó cho tình yêu dù cuối cùng chúng ta khóc cười cười buồn nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng cảm nhận nó vì nó là liều thuốc và sự chữa khỏi mặc dù nó cũng là vết thương và vi rút lây nhiễm cho chúng ta Tình yêu là tình yêu phải không nó có nghĩa là giới tính, tuổi, quốc tịch, tình trạng trong cuộc sống, chiều cao, cân nặng, màu da, phong cách tóc, giáo dục tôn giáo, độc lạ, được bao gồm chỉ để yêu một ai đó. Không bởi vì tình yêu là tình yêu nó không phải là xã hội người sẽ quyết định cũng như gia đình và bạn bè của bạn và thậm chí những người bên cạnh bạn bàn của nó những người sẽ quyết định xem bạn sẵn sàng trở thành con rối cho họ hay là người điều khiển sợi dây của chính bạn chỉ vì yêu ai đó đừng để bạn sai khiến bạn hãy để họ trở thành khán giả của con đường mà bạn chiến đấu vì yêu người bạn thực sự muốn ở cùng chứ không phải là những gì họ muốn bạn trở thành. Đức Chúa Trời tạo ra đàn ông và đàn bà và nói rằng cô gái và chàng trai sẽ ở bên nhau. V, V, nhưng không nói rằng bạn không có quyền yêu và không đấu tranh cho tình yêu của mình. Bạn không xứng đáng để lựa chọn trong việc yêu một ai đó nếu đức chúa trời ban cho bạn cách khác để yêu người cùng giới có nghĩa là ngài biết rằng bạn biết cách chiến đấu vì tình yêu vì ngài sẽ là người hướng dẫn bạn và là chiến binh trong cuộc chiến của bạn hãy luôn nhớ rằng tình yêu không có định nghĩa chính xác tùy thuộc vào bạn bạn sẽ định nghĩa nó như thế nào sự khác biệt ở bạn là gì khi chiến đấu và để người khác sai khiến bạn chiến đấu không có nghĩa là bạn sẽ bị bỏ lại một mình nếu họ không hỗ trợ bạn hoặc bị đánh bài theo cách tồi tệ nhất trên danh nghĩa nhưng bạn chiến đấu vì bạn mong muốn tình yêu mà bạn muốn chiến đấu theo một cách chiến đấu tốt ngay cả khi đánh bài nó trước mắt tất cả trong xã hội một người làm nhiều người phàn nàn không phải là cặp nhưng chúa đã ở với bạn bạn sẽ chiến thắng và mang thịt sông khói đến nhà của bạn nhưng nếu bạn để họ quyết định thời gian bạn làm bạn đã bị họ đánh bại bạn trở thành trò chơi bù nhìn của họ và bạn là người chịu đựng không phải họ, họ sẽ không bao giờ biết nỗi đau nhưng bạn ở bên kia biết bạn đau đến mức nào nếu không có ai đó để chữa bệnh. Bạn có sẵn sàng cắt bỏ những vết hẳn đến từ xã hội và tôn giáo theo quy định để được tự do và lựa chọn người để yêu và ở bên kể cả kiếp sau hay bạn muốn trở thành một con rối tuân theo mọi quyết định và ra lệnh mà họ muốn để u lu đau khổ và thúc ép bạn yêu người mà bạn không bao giờ yêu? Waves of Oceans, Wish That Become a Prayer Prayer That Become a Wish, Life Is Like a Book Stuggles Our Present Pain and Sadness are Twins Loneliness and Overthinking Is the King and Queen And the Happy Ending Is the Protagonist Who Wins, How Do the Heart Tells U.S. If We Meet the Right Person and how does the heart know that love is the sweetest we can receive in this world? All the stories somehow started with once upon a time, but what if start with wish is a tale that never going to happen, dreams is like a water you want to hold yet impossible to handle. As we read stories, we somehow fall for the story itself. Loving someone who never know you to exist is the hardest part of falling in love. Why you know the answer do you? we all somehow experience that in some part of our life journey? While he's overly in love with his partner, you are just looking at him, wondering and imagining that you are the person who he looking at and making you laugh and taking care of. Yet the universe will make you back to your senses, telling you that you are not the person who loved by him. But while you are looking at him, someone as well were looking at you, wish that you maybe perhaps try to look around just to notice that guy. Aren't that crazy loving someone while he's loving someone too, and someone is trying yo get your love too? The world we are into is just the setting of your own story, how because in every scene you do the day and time is just the thing that changes, but aren't changes is the only contents in the world. Why did the God and goddess of love just give us the, the power to make the person we like love us simple? What if you are hundred of people loving one person only how does the power will work? Stupid it is the do we need to experience love at the fist place if we are gonna cry at the night out why not letting the heart start to follow the command of the brain so that there's no need to any in pain right what is the purpose of loving someone at the fist place knowing that we might not be nor be hurt well love is like a poison that we never know we took that an everyday basis it's consume and spreading in our system that at the end of the day we can control we end up in doing stupid crazy decision about love what are the real definition of love sacrifices letting go fight for it, don't give up, second changes, cheating, loyalty, constancy, and many more does it really have a meaning? What is the true definition of love and the question is does it have definition in fist place? Why we all willing to do we thing about love even at the end we cry, smile, laugh, sad, but we still willing to feel it because of the medicine and cure even though it is also the poison and virus that infect us. Love is love right does it means gender, age, nationality, status in life, height, weight, skin color, hairstyle, religion education, degree, wealth, are included just to love someone. No, because love is love it's not the society who will decide nor your family and friends and even the people surrounding you, it's you who will decide if you ate willing to be the puppet for them or be the one who control your own string just for loving someone don't let Yem dictate you let them be the audiences of the way you fight for loving, who you really want to be with not to be what they want you to be. God create man and women, and said that the girl and the boy shall be together, and so on. But as does not said that you don't have right to love and not to fight for your love, the Bible might not include loving someone beyond the two doest mean you are not worthy to choose and loving someone. If God give you other way of loving your same sexuality, it's means He know that you know how to fight for love, because He will be your guide and warrior in your fight. Always remember love has no exact definition; it's up to you how you will define it. What the difference in you fight and letting other dictate you? fighting does not mean you will be left alone if they dent not not support you or being level the worst way in name but you fight because you deserve the love that you want to fight and a good way of fighting even to bow its augent in the eye of all in the society one person against many is not pair but god was with you you will win and having bringing the bacon at your home but if you let them decide the time you do you are already defeated by them you become puppet play by them and you are the one suffering not them they will never know the pain but you in the other side know how much pain you are in without someone to heal are you willing to cut the stings coming from society and religion in order to be free and choosing who to love and be with even in the afterlife, or you want to be a puppet following every decision and ordered? They want let Ulu suffer and pushing you to love what you never love. You should know how to handle a sharp knife in order to cut the string attached to you or let the sharp can.